Xin chào anh em quay trở lại Lab News. Các mảnh ghép của dòng Galaxy S3 đang ngày càng hoàn thiện. Một vài ngày trước chúng ta có những hình ảnh đầu tiên về dòng S3 này, với việc S3 và S3 Plus có thiết kế cụm camera mới, mang lại vẻ ngoài tương đồng hơn với mẫu Ultra. Nhiều người nói rằng nhìn nó như một chiếc điện thoại tầm trung dòng A, nhưng tôi không đồng tính với quan điểm này, vì ống kính camera lớn hơn nhiều so với dòng Galaxy A. Do đó, ngay cả người bình thường nhìn vào cũng có thể dễ dàng phân biệt được hai dòng điện thoại này. Và hôm nay chúng ta thêm khá nhiều thông tin mới về S3 series, bắt đầu với những tin tốt. Đầu tiên có một điều mà chúng ta luôn muốn Samsung cải thiện trên các flagship của họ, đó là thời lượng pin. Mình không nói nó tệ trên dòng S2, vì tất cả các mẫu máy này đều có thời lượng pin đáng nể. Nhưng nếu so với những chiếc iPhone mới nhất, vẫn cần cải thiện hơn rất nhiều. Rất may, chiếc Snapdragon 8 Gen 2 do TSMC sản xuất có hiệu suất đáng mong đợi cao hơn ít nhất 30%. Điều này sẽ tạo ra cải thiện mạnh mẽ về thời lượng pin so với dòng S2. Ngoài ra, S3 và S3 Plus cũng được Samsung quyết định tăng thêm dung lượng pin. Galaxy S3 sẽ có viên pin 3900 mAh, nhiều hơn 200 mAh so với người tiền nhiệm của nó. Điều này cũng tương tự trên S3 Plus khi nó có thời lượng pin 4700 mAh, tức là cũng nhiều hơn 200 mAh so với S2 Plus. Điều này sẽ kết hợp với chipset mới hiệu quả hơn, cho chúng ta thấy một cải thiện mạnh mẽ về thời lượng pin. Nhưng thật không may khi S3 Ultra vẫn chỉ giữ nguyên viên pin 5000 mAh, và nguyên nhân đến từ việc thiếu không gian trong thiết kế của máy. Nhưng mình đã nói trước đó, mặc dù cùng dung lượng pin, nhưng thời lượng sử dụng sẽ được cải thiện đáng kể so với S2 Ultra nhờ vào chipset mới. Tiếp theo chúng ta thêm thông tin về màu sắc mà Samsung sẽ trang bị cho mẫu Galaxy S3. Theo Rose Young, sẽ có các màu be, đen, xanh lá cây và hồng nhạt. Và về cơ bản thì màu be sẽ thay thế cho màu trắng. Thành thật mà nói thì bảng màu này khá là hạn chế, và mình không chắc liệu đây chỉ là màu sắc của S3 Ultra hay toàn bộ dòng S3, nhưng chúng ta sớm biết thôi. Cuối cùng là thông tin đang làm xôn xao cộng đồng mạng những ngày qua về S3 Ultra. Nhiều YouTuber và trang mạng đang đưa tin rằng S3 sẽ có camera tele mới với công nghệ cảm biến chuyển động mới để giữ ổn định tốt hơn khi bạn phóng to trong lúc bạn chụp ảnh hay quay video. Họ đang nói về điều này dựa trên một bằng sáng chế mà Samsung đã áp dụng gần đây, và thật nước cười vì đó chỉ là bằng sáng chế thôi chứ chưa thể có thực. Các công ty thường nộp đơn cấp bằng sáng chế rất nhiều và rất ít trong đó được đưa vào dây chuyền sản xuất thực tế. Và khi cấp bằng sáng chế mới được nộp ngay trước khi sản phẩm được ra mắt thì đồng nghĩa việc nó không có công nghệ đó trên sản phẩm. Nó không hoạt động theo cách đó, và tới 99% các bằng sáng chế kiểu này không bao giờ được nhìn thấy ánh sáng. Vì vậy, mọi người nên dừng việc sử dụng bằng sáng chế như một tin tức, mà chỉ đến khi một nguồn tin uy tín xác thực nó thực sự tồn tại trên E3 thì hãy tin nó là thật. Ngoài lên một chút, ngày 14 tháng 10 là ngày mở bán chính thức iPhone 14 series, và anh em có thể đăng ký nhận thông tin về dòng iPhone 14 tại Clickbuy để có cơ hội nhận được nhiều phần quà cũng ưu đãi hấp dẫn. Đường link tham khảo mình sẽ để phần mô tả. Đó cũng là kết thúc điểm tin. Đừng quên hãy like và subscribe kênh để cập nhật thêm những thông tin công nghệ mới nhất.